Và đây là Phương Lan gại Huệ on the mic. Yeah. Không phải là do em chành mố ngoan hay gì bao cò đồng đành mố, lại chồng dâu thì đi ô tố, con lại chồng nghèo đi bồ rắn mố. Do phong tục nhà em rửa đỏ, bá mà khó mà ệ rửa đỏ. Thương anh rồi vừa sờ vừa ló sờ, bá mà đặng cùng sờ bung tó. Bắc trung nam tây nhà em đâu khỏi chi hay hay, cười xong mái đấy về nhà em đè cho anh một bay, giọng như việc động tiên quái phái. Máng xin lề hồi cưới em đi, cọ lệ rồi em tiệc anh gì nắm vạch cùng khỏ chữ khỏ chí hai. Và đó là Phương Lan gái Huế on the mic. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Phương Lan. Đâu là bánh sữa chua? Đâu là bánh sữa chua? Em chọn đại đi Lan. Em muốn nghe kiểu những ý kiến đóng góp một của bé Rima. Một bên tay phải, Rima, hai bên tay trái. Bên phải. Số 1 á. Bên phải hả? Lan thương anh không? Anh bị bao tử. Em thương anh. Bên phải đi. Bên phải đi. Trời ơi. Xin mời. Là sữa chua. Anh phải chọn ngược lại chứ. Ủa? Hả miệng ra. Cái này phải nhiễu từ ở trên nhiễu xuống. À. Đâu có gì đâu, nhả ra. Sữa chua với tương ớt. Cảm giác như là ăn lẩu thái, thái. Hay là súp tôm dâm đồ này kia đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho Phương Lan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Bạn muốn còn phiếu ưu đãi và có muốn sử dụng không ạ? Có phiếu ưu đãi không? Muốn, anh không muốn sử dụng. Anh dùng nha Lan ơi. Lan anh không sử dụng. Không thôi anh Phan nói sao em nghe vậy. Anh không sử dụng Lan ơi. Vậy không sử dụng. Không sử dụng, biết đâu được qua luôn khỏi vẫn ăn mà. Phải không? Cả ra nó không sử dụng, không sử dụng. Đâu là khô bò sợi? Bình thường. Xin mời. Hồi nãy là em nói bên phải, giờ em chọn bên trái. Chưa bưng lên chị chọn luôn rồi. Bên trái. Bạn chọn bên trái đúng không ạ? Đúng rồi, bên trái. Xin mời. Sao mà ai cười trước vậy? Nhiều khi người ta chưa đi tới nơi em nói chọn bên trái, cái người bưng cái món dở đi qua bên trái rồi sao Lan? Hồi nãy nói bên phải chọn bên trái đó. Nè, bây giờ cắn thử một miếng nha. Có chuyện gì vậy? Ủa cắn chưa? Nó chưa chạm vô xúc giác em luôn. Chơi đi, rồi làm gì em đi làm liền đi. Rồi hả miệng ta? Cắn thử một miếng trước. Ngon. Ngon. Chưa? Rồi ăn hết miếng này. Đây. Anh kẹp cái gì trong ngón tay anh á? Không có kẹp cái gì hết á, ăn đi. Thôi. Cái này là cái sự lựa chọn của Phương Lan nè. Cái gì vậy? Cái này mới là... Ủa cái sau mới là sự lựa chọn Phương Lan ha? Chính xác, còn cái trước là anh ưu đãi cho em thôi. Vừa rồi là Phương Lan chọn khô bò với mắm tôm nha. Có thêm một xíu gia vị cho cuộc đời thêm tươi sáng thôi. Có thêm một xíu gia vị cho cuộc đời thêm tươi sáng